Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 20 tháng 6 tại thành phố Hà Tĩnh, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các phòng ban ngành đoàn thể. Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phạm Hữu Bình đã báo cáo về nội dung tài liệu, nhân sự, chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan chuẩn bị cho đại hội. Hiện nay phần lớn các nội dung cơ bản đã hoàn tất. Đặc biệt, báo cáo chính trị được xây dựng khá công phu, đầu tư nhiều thời gian và công sức. Các phần mục bố trí khoa học, số liệu rõ ràng, cân đối về hình thức. Nội dung báo cáo làm nổi bật được những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, tồn tại, rút ra được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung kế hoạch đại hội, ngoài các câu từ, đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề như báo cáo cần nêu rõ cơ cấu các ngành kinh tế, nhất là nhấn mạnh đến cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng tính toán lại mức thu nhập bình quân đầu người sao cho đúng với thực tế, làm rõ hơn việc phát huy các tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với những loại sản phẩm mang tính chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế, làm rõ các nguồn lực trong tổng mức đầu tư xã hội, xem xét các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bổ sung số liệu để minh chứng cho các đánh giá về lĩnh vực công thương, xem xét lại cơ cấu giá trị thương mại, dịch vụ, xây dựng một số dịch vụ mũi nhọn, các khâu đột phá cần xác định rõ việc, nội dung và nên chú trọng đến việc xây dựng một mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Quang trong thời gian qua, cũng như biểu dương sự đầu tư thời gian, công sức, tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ tư, từ xây dựng văn kiện, nhân sự đến chuẩn bị cơ sở vật chất. Đồng thời cho rằng báo cáo phải khái quát và làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế điểm, số liệu trong báo cáo nhiều điểm còn mâu thuẫn, chưa chính xác. Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới, Vũ Quang cần xác định rõ hơn việc khai thác có hiệu quả dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang và quá trình liên kết vùng. Địa phương cũng cần bàn thêm về mức thu nhập bình quân đầu người, cân đối tỷ trọng ngành chăn nuôi và tính lại tổng đàn lợn, bò, hiêu. Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn và chất lượng, đảm bảo tỷ lệ trẻ, nữ và tỷ lệ đổi mới, cân đối phù hợp giữa các thành phần, lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa các nội dung có liên quan. Đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách địa bàn và các sở ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Vũ Quang chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã cảm ơn các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ban ngành đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào văn kiện đại hội. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, huyện sẽ tiếp thu nghiêm túc để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo một cách đầy đủ, chi tiết, góp phần đưa đại hội thành công tốt đẹp. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Chiều ngày 15 tháng 6, các đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cùng các thành viên đoàn kiểm tra cải cách hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra làm việc với huyện về việc thực hiện cải cách hành chính đợt 1 2015. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trịnh Văn Ngọc, các trưởng phòng, ban ngành liên quan. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách, quy trình tiếp nhận và trả kết quả, công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Tại buổi làm việc, huyện Vũ Quang cũng đã nêu lên những khó khăn trong thực hiện cải cách hành chính, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cần quan tâm, ưu tiên và xem xét trong quá trình đánh giá đối với các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để động viên khích lệ các huyện. Qua kiểm tra, đồng chí Phan Thị Tố Hoa và đồng chí Bùi Đắc Thế cùng các thành viên trong đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao huyện Vũ Quang đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cải cách hành chính. Từ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đến chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp về thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, hội họp. Các đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đề nghị Ủy ban Nhân dân Vũ Quang tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, phải gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế xã hội, tăng cường nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, siết chặt giờ giấc, lề lối làm việc và có sự đánh giá xếp loại hàng tháng, hàng năm, rà soát công bố, công khai các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính. Chiều ngày 18 tháng 6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã chủ trì buổi làm việc với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phan Hồng Yến cùng các Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy. 6 tháng đầu năm, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đã bám sát định hướng tuyên truyền, bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Các chương trình phát thanh truyền hình đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, thời lượng, phản ánh một cách nhanh nhạy, chân thực, sinh động, sâu sắc trên các lĩnh vực. Nhiều gương điển hình mới, nhiều cách làm hay được phát hiện đưa tin kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đài cũng đã triển khai thực hiện tốt chương trình trang truyền hình địa phương phát sóng trên đài truyền hình tỉnh. Nhiều tin bài được phát sóng trên đài khu vực, đài trung ương. Bên cạnh đó, Đài duy trì thường xuyên chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp các địa phương lắp đặt, sửa chữa các trạm truyền thanh cơ sở, thực hiện tốt tiếp phát chương trình của Đài Trung ương, Đài tỉnh. Tại buổi làm việc, Đài truyền thanh truyền hình cũng đã nêu lên một số khó khăn như máy móc phương tiện còn thiếu, không đồng bộ, số lượng cán bộ ít, trong khi chương trình hàng tuần, hàng tháng lại rất nhiều, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, kinh phí hoạt động ít. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được của đài cũng như những hạn chế, kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình cho rằng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện là một đơn vị vững mạnh, đoàn kết, có kỷ luật, kỷ cương và luôn nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đài Truyền thanh Truyền hình vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Nhiều tin bài phản ánh chưa sâu, đôi lúc vẫn vấp phải lỗi dùng từ, hình ảnh chưa đẹp, việc đưa thông tin lên trang điện tử nhiều lúc vẫn chậm. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đề nghị trong thời gian tới, cán bộ Đài Truyền thanh Truyền hình huyện cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh nhanh, kịp thời, đầy đủ các phương tiện của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, cần nâng cao chất lượng nội dung tin bài, âm thanh, hình ảnh, cố gắng đưa thông tin nhanh, kịp thời hơn nữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện nhà. Nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ tư. Cũng nhân dịp này, Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, Bản tin Vũ Quang nhân kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2015. Sáng ngày 18 tháng 6, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Hưng Quang và Hưng Điền để bàn các giải pháp thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại hai khu tái định cư. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Đình Đức, một số ban ngành đoàn thể cấp huyện. Mặc dù dự án xây dựng khu tái định cư đã tiến hành khoan giếng nước sạch cho bà con nhân dân, nhưng do địa hình, địa chất và nguồn nước nên chỉ có 40% số giếng sử dụng được, còn lại bị lượng phèn và tạp chất nhiều. Do còn khó khăn nên người dân chưa trang bị được thiết bị lọc nước và sử dụng nguồn nước trực tiếp từ giếng khoan và các khe suối chảy tự nhiên. Từ thực tế đó, xây dựng nhà máy nước cung cấp nước sạch được coi là giải pháp tối ưu nhằm giúp người dân có nguồn nước sạch sử dụng, khắc phục tình trạng sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại cuộc họp, chính quyền hai xã Hương Quang và Hương Điền đều thống nhất đồng tình cao với phương án xây dựng hai nhà máy nước tại các khu tái định cư, đồng thời cũng đã nêu lên một số khó khăn trong quá trình vận động nhân dân cùng thực hiện và đề xuất một số ý kiến đối với huyện. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình nhấn mạnh, mục tiêu cung cấp nước sạch cho bà con nhân dân vùng tái định cư luôn là vấn đề trăn trở của lãnh đạo huyện. Vì thế, huyện và xã cần tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của nhà nước để bằng mọi cách cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo cho bà con.
Để thực hiện được nhiệm vụ đặt ra trước mắt đối với chính quyền hai xã Hương Quang, Hương Điền, đó là công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về nước sạch đối với sức khỏe con người nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng thực hiện. Bên cạnh đó, chính quyền các xã phải khảo sát một cách chi tiết, cụ thể về nhu cầu sử dụng nước sạch của từng hộ, từ đó phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xin thực hiện dự án nước sạch. Mục tiêu là nhân dân phải có nước sạch và nhà máy nước phải bền vững, ổn định, lâu dài, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Chiều ngày 16 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đã chủ trì buổi làm việc với tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ tư và các công đoàn cơ sở để kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị liên quan đến tuyên truyền đại hội Đảng đã và đang được gấp rút hoàn thành, từ luyện tập văn nghệ chào mừng thành công sau đại hội đến màn chào mừng khai mạc đại hội, trang trí khánh tiết hội trường, sân khấu, khuôn viên. Việc đặt và đăng báo phát phóng sự truyền hình tuyên truyền đại hội đã được ký kết, công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp dân đã có kế hoạch chi tiết. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần to lớn đưa đại hội thành công tốt đẹp. Do đó, theo nhiệm vụ kế hoạch đã được phân công, các thành viên tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội, các cơ quan đơn vị cần triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã giao cụ thể cho Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác tuyên truyền, Văn phòng Huyện ủy chịu trách nhiệm tiếp khách, hậu cần, Ban Chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm điều hành nghi lễ, Trung tâm Văn hóa đảm bảo loa máy, Điện lực có phương án kế hoạch đảm bảo nguồn điện, Công an đảm bảo công tác an ninh trước, trong và sau đại hội, Đài Truyền thanh Truyền hình bên cạnh thực hiện tin bài phóng sự phát trên đài tỉnh, tổ chức truyền thanh truyền hình trực tiếp tốt các phiên đại hội. Chiều ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, báo cáo trả lời ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 13, chuẩn bị tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3. Đồng chí Phạm Quốc Thanh và đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các phòng ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, các phòng ban ngành liên quan đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3. Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện trình tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3. Song cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bổ sung ý kiến báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Thanh và đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các phòng ban trong khối kinh tế rà soát lại các chỉ tiêu, thống nhất số liệu 6 tháng đầu năm 2015 cần phải cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế. Báo cáo phải ngắn gọn, súc tích, số liệu phải chính xác, đồng thời cần soát xét, đối chiếu với những việc đã làm được và chưa làm được, nêu lên những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm thật cụ thể. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với các phòng ban ngành liên quan rà soát lại các ý kiến của cử tri và đại biểu tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo trình kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, đảm bảo chất lượng, góp phần thành công kỳ họp. Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và các hộ dân chưa di rời của hai xã Hương Quang, Hương Điền thuộc dự án Thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang theo trình tự cưỡng chế được quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban cưỡng chế, chủ trì buổi đối thoại. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, Ban cưỡng chế quyết định thu hồi đất đã lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của các hộ dân đã có quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện và các hộ dân chưa di rời của hai xã Hương Điền, Hương Quang cũ. Tại buổi đối thoại, các hộ dân cho rằng việc chậm trễ trong di rời là do còn có những băn khoăn vướng mắc, cần các cấp các ngành giải quyết ổn thỏa như việc xét nguồn gốc đất đai, đất khai hoang, đất ruộng, tiền trợ cấp 48 tháng cho các khẩu đang sinh sống ở địa phương,
việc đền bù chưa đúng, chưa đủ với những tài sản gia đình có. Sau khi lắng nghe các ý kiến của các hộ dân, các phòng, ban ngành, các địa phương liên quan đã giải trình, giải thích và trả lời thẳng thắn các vấn đề mà các hộ dân này yêu cầu, qua đó làm sáng tỏ thêm các vấn đề mà người dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về các quy định, các luật của nhà nước và các vấn đề mà gia đình đang băn khoăn. Sau khi được giải thích, hiểu ra, phần lớn các hộ dân ký vào biên bản và cam kết sẽ bàn giao mặt bằng đúng theo yêu cầu. Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban cưỡng chế huyện khẳng định, quyền lợi của người dân đã được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Những thắc mắc, kiến nghị của dân đã được giải đáp thỏa đáng. Những tồn đọng chưa giải quyết thì các ngành liên quan sẽ tiếp tục giải quyết ổn thỏa trong tuần tới. Tuy nhiên, đây không phải là lý do các hộ dân đưa ra để biện hộ cho việc chây ì, không chịu di rời ra khỏi vùng lòng hồ. Việc các hộ dân chưa bàn giao lại mặt bằng cho huyện là vi phạm pháp luật. Ban cưỡng chế thu hồi đất, huyện kêu gọi các hộ dân tự nguyện, tự giác thực hiện di rời. Nếu đến hết ngày 25 tháng 5, kể từ sau ngày tổ chức đối thoại trực tiếp này, các hộ dân vẫn không chịu di rời, bàn giao lại mặt bằng, thì huyện nhà sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định đã ban hành. Đề nghị các thành viên, các phòng, ban ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công việc, nhiệm vụ, con người và phương tiện hỗ trợ, đảm bảo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đúng luật, đúng thời gian. Chiều ngày 18 tháng 6, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì buổi gặp mặt các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhân dịp các đồng chí được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vào đầu năm 2015. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trần Đức Huyên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phan Hồng Yến. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý vui mừng, phấn khởi, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy. Cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình hoạt động của mình. Các đồng chí cũng nguyện hứa sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ của các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Với nhiệm vụ, vai trò và trí tuệ của mình, các đồng chí đã giúp các địa phương cũng như huyện nhà thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình mong muốn các cán bộ nghỉ hưu giữ gìn sức khỏe, tùy theo điều kiện tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ cơ sở đang đương nhiệm, đồng thời giữ vững chí khí là tấm gương sáng về mọi mặt tại nơi cư trú. Sáng ngày 19 tháng 6, huyện nhà tổ chức giao lưu gặp mặt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Vị và giới thiệu tác phẩm Thăm quê mẹ Vũ Quang. Tham dự về phía huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phan Đức Khung, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca, đậm chất thơ, dân dã, mộc mạc, dễ đi vào lòng người, như khúc hát sông quê, làng quan họ quê tôi. Ông cũng là tác giả của nhiều tập thơ nổi tiếng. Sau một vài lần có dịp ghé thăm Vũ Quang, với tình cảm chân thành, đặc biệt, ông đã phổ nhạc bài thơ về thăm quê mẹ Vũ Quang của nhà thơ Lê Văn Vị thành ca khúc cùng tên mang phong cách dân ca Nghệ Tĩnh. Tại buổi gặp mặt, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Vị đã chia sẻ về những tâm tư, tình cảm dành cho quê hương, con người Vũ Quang, cũng như hoàn cảnh ra đời ca khúc về thăm quê mẹ Vũ Quang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và cảm ơn tấm lòng, tình cảm của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Vị dành cho mảnh đất và con người Vũ Quang. Đồng chí khẳng định, tác phẩm về thăm quê mẹ Vũ Quang sẽ được nhân dân huyện Vũ Quang đón nhận và phổ biến rộng rãi, coi đây là món quà tinh thần vô giá của nhà thơ, nhạc sĩ dành cho Vũ Quang. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng bày tỏ mong muốn các nhạc sĩ, nhà thơ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt và có nhiều sáng tác hay về Vũ Quang trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa vàng sau gần 2 tháng nắng nóng gay gắt kéo dài đổ xuống đã mang lại niềm vui cho bà con nhân dân huyện Vũ Quang. Tranh thủ mưa xuống, bà con nông dân đang tập trung ra đồng cày bừa, làm đất gieo trỉa cây trồng vụ hè thu để đảm bảo lịch thời vụ.
màu xanh đã bắt đầu trở lại. Trên 2,5 sào lúa hè thu, khô héo của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, thôn Hợp Bình, xã Hưng Minh. Những cơn mưa nặng hạt trong 2 ngày qua đã giúp chị có thêm những hy vọng mới về sản xuất hè thu. Đành thủ có nước, chị đang tập trung chăm bón, tỉa rậm để lúa phát triển. Qua thời gian gieo cấy 20 ngày thì thấy cây lúa rất đẻ nhánh, phát triển rất nhanh hơn giống lúa khác. Hy vọng sẽ cho một vụ năng suất. Mặc dù là xã có nhiều hồ đập giữ nước, tuy nhiên với nắng hạn gay gắt và kéo dài nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến gieo trỉa sản xuất hè thu ở xã Hưng Minh. Tranh thủ mưa về, xã đã chỉ đạo bà con nhân dân xuống đồng gieo cấy, phấn đấu đạt 173 ha theo kế hoạch đề ra. Về giống, xã bố trí giống lúa TH3-3 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với các loại giống cũ. Về giống đậu chủ yếu là giống VN93-1 cho năng suất sản lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Gần với đó đã đặc biệt chú trọng tích trữ, điều tiết nước hợp lý, nạo vét kênh mương tưới tiêu. Xã thì đã vận động bà con, tuyên truyền bà con đắp bờ giữ nước cũng như làm nạo vét kênh mương để làm công tác mọi điều kiện để tiết kiệm nước để phục vụ cho sản xuất. Cũng như là theo kế hoạch thì 90 hecta đầu và 73 hecta lúa. Thì đến thời điểm hiện nay thì đối với cây lúa thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thì đã gieo cấy được 62 hecta. Còn số diện tích còn lại do thiếu nước nên vận động bà con đã chuyển sang gieo đầu. Mặc dù đã có mưa về, tuy nhiên theo dự báo thời tiết nắng nóng có thể tiếp tục xảy ra. Để sản xuất có hiệu quả, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các địa phương và bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa một số diện tích ruộng cao táo không chủ động nước sang gieo tiểu đậu. Cùng với đó, huyện hỗ trợ 100% cây trồng cho nông dân. Nhờ tập trung và tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết, nên đến nay, toàn huyện đã gieo trỉa được 246 trên 290 ha lúa, đạt 84% kế hoạch, 1.000 ha đậu xanh, đạt 100% kế hoạch. Quan điểm chỉ đạo của huyện là tiếp tục rà soát những cái diện tích mà không chủ động được nước và tập trung chuyển đổi mạnh sang cây trồng cạn như cây đậu xanh và cây ngô. Cái chính sách là hỗ trợ 100% cái giống đầu để cho nhân dân sản xuất. Còn đối với những cái diện tích mà đã lúa đã gieo trỉa trong vụ hè thu thì tiếp tục chỉ đạo các xã cũng như tổ hợp điều tiết nguồn nước hợp lý và bố trí bơm giả chiến tại những các vùng mà có khả năng bơm nước. Còn đối với những cây trồng cạn thì chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân và chỉ đạo là bằng mọi cách là sản xuất hết diện tích và tránh tình trạng là không để diện tích bỏ hoang. Một không khí rộn ràng, khẩn trương chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu đang hiện hữu trên tất cả các cánh đồng. Mặc dù vẫn còn những khó khăn, thách thức về điều kiện thời tiết, song tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, vụ sản xuất hè thu sẽ thắng lợi. Sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức vòng chung kết hội thi tuổi trẻ Vũ Quang đồng hành cùng hàng Việt. Tới dự có đại diện tỉnh đoàn, ở huyện có đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Tham gia tranh tài ở vòng chung kết gồm có 5 đội: Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, Trường Trung học Phổ thông Củ Huy Cận, Đoàn xã Sơn Thọ, Đoàn xã Hưng Minh, Đoàn xã Đức Hương. Đây là những đội tuyển đã xuất sắc vượt qua 2 vòng thi cấp cơ sở. Tại cuộc thi chung kết, các đội phải trải qua 4 nội dung: chào hỏi, kiến thức tiêu dùng, nhận diện thương hiệu, năng khiếu. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, với sự vượt trội trong phần thi hiểu biết về thương hiệu và năng khiếu, đội trường Trung học Phổ thông Vũ Quang đã xuất sắc giành giải nhất và được lựa chọn tham gia vòng chung kết hội thi cấp tỉnh sắp tới. Ban tổ chức đã trao giải nhì cho đội trường Trung học Phổ thông Củ Huy Cận, giải ba cho đội xã Sơn Thọ. Hội thi tuổi trẻ Vũ Quang đồng hành cùng hàng Việt Nam năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Sự thành công, sức lan tỏa của cuộc thi góp phần nâng cao kiến thức, ý thức tiêu dùng hàng nội địa, là dịp để tuổi trẻ trên địa bàn thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm trong việc quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện, tỉnh cũng như các thương hiệu của Việt Nam đến với người tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang. Chiều ngày 15 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị hưởng ứng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tới dự có Đại tá Đoàn Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty Rồng Vàng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực tuyên truyền, nâng cao văn hóa tiêu dùng hàng Việt cho hội viên và nhân dân.
đồng thời gương mẫu đi đầu trong việc tiêu dùng các mặt hàng sản xuất trong nước, qua đó góp phần tích cực trong thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị. Thông qua hội nghị lần này, một lần nữa tăng cường và nâng cao nhận thức cho các hội viên trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam của Hội Cựu chiến binh huyện. Tại hội nghị, đại diện công ty Dòng vàng Việt Nam đã giới thiệu về sản phẩm sữa bột do công ty sản xuất. Đây cũng là một trong những mặt hàng do Việt Nam sản xuất, được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng. Để tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, công ty Dòng vàng Việt Nam đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang tổ chức buổi tuyên truyền vận động, không chỉ nhằm mục đích quảng bá sản phẩm mà còn góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện Vũ Quang. Thực hiện chiến dịch làm giao thông nông thôn, xã Đức Bồng đang chỉ đạo các thôn xóm triển khai làm nền và đổ bê tông, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. Trong đợt này, xã đã trích kinh phí gần 100 triệu đồng, huy động máy móc, đổ gần 500 mét khối đất đá, san lấp, đắp nền cứng cho gần 1 km đường giao thông tại thôn 1 và thôn 2. Sau gần một tuần triển khai thực hiện, đến nay cơ bản phần nền đã hoàn thành. Trong những ngày tới, bà con nhân dân hai thôn sẽ đóng góp ngày công nguyên vật liệu tiến hành đổ bê tông. Được biết, trong năm 2015, xã Đức Bồng có kế hoạch làm mới 4 km đường cứng bê tông. Đến thời điểm này, xã mới làm được trên 50% khối lượng công việc. Đức Bồng phấn đấu đến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn năm 2015. Sáng ngày 19 tháng 6, Trung tâm Dạy nghề, Hướng nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện phối hợp với xã Đức Bồng, Đức Lĩnh tổ chức khai giảng lớp nghề kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi cho bà con nhân dân. Trong thời gian 3 tháng, gần 70 học viên đến từ hai xã sẽ được học lý thuyết gắn với thực hành. Nội dung chương trình học bao gồm chuẩn bị cây giống, chuẩn bị đất trồng, trồng và chăm sóc, quản lý dịch hại, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các học viên còn được các giảng viên hướng dẫn thực hành tại thực địa để củng cố kiến thức. Đức Lĩnh và Đức Bồng là hai địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất toàn huyện, đã có hàng chục hộ gia đình giàu lên nhờ vào trồng cam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bà con nhân dân chủ yếu trồng cam dựa vào kinh nghiệm và truyền thống, năng suất và chất lượng chưa tương xứng với tiềm năng đất đai cũng như sức lao động của người dân bỏ ra. Vì vậy, lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi lần này là điều kiện tốt để bà con nhân dân nắm bắt được khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, hiểu rõ hơn về phương pháp trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, cách chọn cây giống tốt, nhu cầu sinh thái, đất đai, cách tính lượng và nguyên tắc bón phân, phương pháp thiết kế vườn trồng cây ăn quả, cách nhận biết các đối tượng dịch hại, nhận dạng hình thái triệu chứng, nguyên nhân, thời điểm phát sinh, biện pháp quản lý, cách nhận biết thời điểm thu hái, cách thu hoạch và bảo quản sản phẩm khoa học, từ đó áp dụng tốt vào sản xuất, tiếp tục nhân rộng diện tích trồng cam, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Sáng 27 tháng 4, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục Thể thao phối hợp với huyện đoàn Vũ Quang tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng năm 2015. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tham gia giải có 10 đội với trên 120 vận động viên đến từ các xã thị trấn. Hai đơn vị không tham gia được lần này là Hưng Quang và Hưng Điền do không đủ cầu thủ thi đấu. Giải được chia làm 3 bảng thi đấu vòng loại, sau đó chọn 4 đội có số điểm cao nhất vào bán kết và chung kết. Ngay sau khai mạc, giải đã tiến hành thi đấu với nhiều trận đấu hay, kịch tính, hấp dẫn. Sự hồn nhiên thi đấu hết mình, có tính tập thể cao đã được đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ, động viên. Theo đánh giá, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội, các cầu thủ được nâng lên do thời gian qua các trường học và các địa phương đã đẩy mạnh phong trào, tập luyện thể dục thể thao theo từng môn với từng độ tuổi. Giải bóng đá nhi đồng được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ 4, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè, cũng như bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý chí, tinh thần tập thể cho các em. Sau 2 ngày thi đấu, đội bóng đá nhi đồng Đức Lĩnh giành giải nhất, Đức Liên giành giải nhì, đồng giải ba Hương Minh và Đức Bồng. Thông tin cuối. Vào chiều ngày 13 tháng 6, một trận lốc xoáy mạnh quét qua xã Hương Minh đã làm nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo ghi nhận, trận lốc xoáy kéo dài hơn 15 phút, bắt đầu khoảng 15 giờ. Lốc xoáy kèm theo mưa to và sấm sét đã làm 22 nhà dân và nhiều chuồng trại bị tốc mái, hàng trăm cây cối bị gãy đổ, một xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng do mái che đổ nhầm. Nặng nhất tại thôn Hợp Lý với 16 hộ, thôn Hợp Lợi 6 hộ. Một số hộ dân ở các thôn khác cũng bị ảnh hưởng nhưng không lớn. Ước tính tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở xã Hưng Minh là trên 500 triệu đồng. Người dân cho biết đây là trận lốc xoáy với sức gió mạnh nhất trong nhiều năm qua và khá bất ngờ nên không thể phòng chống nổi. Rất may là không có thiệt hại về người. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra gây thiệt hại,
Lãnh đạo huyện Vũ Quang và xã Hương Minh đã kịp thời có mặt để động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, bà con nhân dân giúp đỡ lợp lại nhà cửa để ổn định cuộc sống cho người dân. Còn tại xã Hương Điền, vào lúc 16 giờ chiều ngày 21 tháng 6, một trận lốc xoáy kèm theo mưa dông, sấm sét đã làm tốc mái và hư hỏng 3 căn nhà và nhiều công trình phụ trợ khác của 18 hộ dân trong thôn. Trong đó, hộ bị nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, toàn bộ hệ thống mái che sân và một phần mái nhà bị bốc bay, vách ngăn bằng gỗ ván bị ép bung hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại do lốc xoáy xảy ra tại xã Hương Điền trên 20 triệu đồng. Ngay sau lốc xoáy, lãnh đạo xã đã huy động nhân dân giúp nhau khắc phục, lợp lại nhà cửa và các công trình phụ trợ để ổn định cuộc sống. Chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.